Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm món bánh mì phô mai tan chảy, đặc biệt là cách làm với nồi chiên không dầu. Độ hấp dẫn của món bánh này thì mình cũng không cần phải nói nhiều nữa. Bánh mì mềm, kết hợp với sốt phô mai, ngọt ngọt, béo béo và phần trà bông ở trên nữa, cực kỳ hợp. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị phần sốt phô mai trước, nguyên liệu mình cần như sau. Mình sẽ cho vào nồi 120g kem phô mai, cream cheese. Tiếp theo là 3 viên phô mai bò cười, khoảng 45g. Các bạn có thể thay phần phô mai bò cười bằng cream cheese, khối lượng tương đương hoặc ngược lại. Tuy nhiên thì mỗi loại phô mai có hương vị và kết cấu hơi khác nhau một chút. Mình khuyến khích các bạn nên dùng hai loại để cho thành phẩm được ngon nhất. Tiếp theo mình cho vào 200ml sữa tươi không đường và 100ml kem tươi whipping cream. Nếu không có kem tươi, các bạn có thể thay bằng sữa tươi không đường lượng tương đương. Mình bắc hỗn hợp này lên bếp, đun ở lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều. Ta sẽ miết phô mai để nó hòa tan hoàn toàn. Khi phô mai tan thì mình sẽ tắt bếp và giữ ấm hỗn hợp này. Trong bát mình sẽ có 2 lòng đỏ trứng, mình cho vào 40g đường. Đánh đều cho trứng bông và nhạt màu. Sau đó mình cho vào 20g bột ngô. Nếu không dùng bột ngô, các bạn có thể thay bằng 20g bột mì. Khi hỗn hợp đã thật đều, mình sẽ đổ một chút hỗn hợp sữa phô mai mình đã đun chảy vào, trộn đều. Sau đó mình đổ ngược lại vào nồi. Mình sẽ bắt lên bếp đun ở lửa trung bình nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều. Mình sẽ đun đến khi hỗn hợp hơi sánh thì mình cho vào 30g bơ nhạt. Mình khuấy cho bơ tan và hòa quyện. Khi này mình sẽ bắc sốt xuống, mình cho sốt ra một cái khay để cho sốt nhanh nguội. Nếu thành phẩm các bạn thấy hơi lợn cợn thì mình có thể lấy máy xay, xay lại hoặc là mình sẽ lọc qua dây. Sau này khi mình để nguội, mình sẽ dây một lượt nữa trước khi dùng. Mình bọc màng bọc sát mặt sốt để tránh cho nó bị tạo màng. Mình để sốt nguội ở nhiệt độ phòng, sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh. Bước tiếp theo mình sẽ nhồi bột bánh. Mình cho vào bát 30g trứng, là trứng nguyên quả mình đánh tan rồi cân lấy 30g. Sau đó là 120g sữa tươi không đường. Nếu mà cẩn thận ý, thì các bạn có thể bớt tầm 10-20g sữa để nhồi vào sau để tránh cho bột bị quá nhão, vì mỗi loại bột sẽ có độ hút ẩm khác nhau. Mình cho vào 40g đường. Sau đó mình rắc vào 3/4 thìa cà phê men nở, nó sẽ vào khoảng 2-3g. Mình dùng men instant, loại có thể trộn trực tiếp vào bột. Mình dây vào 200g bột bánh mì mà mình đã trộn vào khoảng 1/8 thìa cà phê muối. Các bạn cũng có thể thay bằng bột mì đa dụng. Giờ mình sẽ trộn đều tất cả các nguyên liệu lên. Khi bột quyện thành một khối thì mình cho ra bàn nhồi. Các bạn thấy là bột ban đầu nó sẽ hơi ướt và dính tay. Đây là độ ướt của bột mà mình mong muốn.
Các bạn không nên sợ bột dính tay mà cho thêm bột hoặc là cho ít sữa, thành phẩm bánh sẽ không được mềm ngon bằng. Sau khi nhồi khoảng 5 đến 8 phút thì mình cho vào 30g bơ nhạt. Bơ mình để hơi mềm về nhiệt độ phòng. Mình có thể bóp bơ được nhưng mà nó sẽ không bị quá nhão hay là chảy. Mình sẽ nhồi tiếp cho bơ hòa quyện vào bột. Lúc cuối các bạn có thể đập bột để mặt bột được mịn màng. Nói chung là lượng bột hôm nay mình làm không quá nhiều, mình chỉ làm các bánh con thôi nên là nhồi khá là nhanh. Chỉ khoảng 10 phút hoặc tối đa là 15 phút thì mình đã có một khối bột mịn và đàn hồi. Mình quét một lớp dầu mỏng trong bát. Mình cho bột vào ủ. Ta nhớ bọc kỹ để bột không bị khô. Mình sẽ ủ bột ở nơi ấm áp đến khi bột nở gấp đôi. Thời gian ủ sẽ tùy vào điều kiện thời tiết, khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Trời nóng thì bột sẽ nở nhanh hơn. Khi bột đã nở gấp đôi thì mình cho bột ra bàn. Mình chia bột làm 4 phần đều nhau, mỗi viên bột sẽ nặng khoảng 100-110g. Mình vê bột thành các viên tròn. Trong lúc này thì mình có thể chia sẻ với các bạn hai cách mà mình có thể cho nhân vào bánh mì phô mai tan chảy. Cách 1, mình sẽ cho nhân vào bánh sau khi nướng, nghĩa là bánh chín và để nguội rồi mình mới bơm nhân vào. Cách 1 này tỷ lệ thành công cao hơn và mình cũng sẽ cho được nhiều nhân. Cách 2, mình sẽ cho nhân vào bánh trước khi nướng, nghĩa là mình sẽ cho nhân ngay khi mình tạo hình. Cách này thì tạo hình sẽ hơi khó hơn một chút để nhân không bị bục. Ngoài ra khi nướng mình cũng cần phải cẩn thận vì nướng bị lâu quá thì nhân sẽ bị đặc và nhân bánh sẽ không còn chảy nữa. Nếu làm với nồi chiên không dầu thì các bạn nên làm với cách 1 để đảm bảo tỷ lệ thành công. Còn nếu dùng lò nướng thì các bạn có thể tùy chọn một trong hai cách. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cả hai cách. Mình sẽ chủ yếu chia sẻ với các bạn cách 1, còn mình sẽ giới thiệu qua cách thứ hai nhưng mà mình sẽ dùng lò nướng. Mình đậy kín và để bột nghỉ khoảng 10 phút. Làm như vậy khi tạo hình bột sẽ không bị co nhiều. Khi bột đã được để nghỉ thì mình sẽ tạo hình. Hôm nay mình dùng các khuôn bánh nhỏ kích thước 7 x 13,5cm. Khuôn của mình là khuôn chống dính nên mình chỉ cần quét một lớp rất mỏng dầu ăn. Nếu các bạn dùng khuôn không chống dính thì ngoài quét dầu hoặc là bơ, các bạn cần rắc thêm bột áo vào lòng khuôn. Với mỗi viên bột mình sẽ cán dẹt, chiều rộng của bột sẽ dài bằng với chiều dài của khuôn. Sau đó mình cuộn bột. Ta dính các mép bột với nhau. Sau đó cho vào khuôn. Mình cần bọc kín khuôn để bột không bị khô.
Vì nồi chiên không dầu của mình chỉ nướng được 2 bánh một mẻ nên mình sẽ tạo hình 2 viên bột một, những viên bột còn lại mình sẽ để tạm trong tủ lạnh. Khi mà mình bắt đầu ủ 2 khuôn này thì mình sẽ lấy 2 viên bột còn lại ra và tạo hình rồi cũng mang đi ủ. Mình sẽ ủ bột trong khuôn đến khi bột nở gấp đôi. Khi bột nở tương đối lớn thì mình sẽ làm nóng nồi chiên không dầu ở 160 độ C. Để nướng với nồi chiên không dầu thì mình cần bọc khuôn bánh bằng giấy bạc. Mình bọc miệng khuôn và bao cả thành khuôn luôn. Mình nhớ cố định giấy bạc để nó không bị bay lung tung lúc nướng. Mình sẽ nướng bánh với giấy bạc trong khoảng 10 đến 12 phút. Vì khuôn nhỏ nên bánh cũng khá nhanh chín, mình không cần nướng quá lâu. Nếu các bạn dùng khuôn kích cỡ khác thì mình cần thay đổi thời gian nướng cho phù hợp. Khuôn lớn thì mình sẽ cần nướng lâu hơn. Sau khi hết 10 đến 12 phút thì mình bỏ giấy bạc ra. Mình hạ nhiệt còn 130 đến 140 độ C và nướng thêm khoảng 3 đến 5 phút cho bánh được vàng. Mình không nướng lâu, bánh sẽ dễ bị khô. Khi bánh vàng thì mình lấy bánh ra cho ra rách để nguội. Trong khi chờ bánh nguội, mình sẽ lược lại phần sốt phô mai để sốt của mình được thật mịn màng. Mình cho sốt vào túi bơm kem. Đây là độ chảy của sốt mà mình mong muốn. Thí dụ nếu các bạn thấy sốt hơi bị đặc mà muốn sốt chảy hơn thì mình thêm chút sữa. Còn nếu muốn sốt đặc hơn thì mình đánh thêm một chút phô mai. Lượng sốt mình làm sẽ đủ cho 4 bánh với thật nhiều nhân. Để bơm kem vào bánh được nhiều thì mình dùng đuôi như thế này. Mình chọc bánh để chút nữa bơm kem qua cái lỗ này. Nếu mà không có đuôi thì mình có thể dùng một cái đũa hoặc là đầu dao để chọc vào. Sau đó mình cũng sẽ dùng túi bóp kem bóp qua các lỗ đã chọc sẵn. Sau đó mình sẽ phủ sốt lên bánh. Và cuối cùng rắc trà bông. Vậy là món bánh của mình đã hoàn thành. Bánh mình nên thưởng thức ngay trong ngày, hoặc nếu trời mát thì bảo quản đến ngày hôm sau thôi nhé. Cuối video thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách thứ hai. Cách này mình sẽ cán dẹt viên bột, sau đó mình cho nhân vào với một lượng vừa phải thôi. Ta gập và miết để bột bao kín nhân bánh. Mình phải bọc thật kín để nhân không bị bục ra ngoài. Nhiều khi người ta sẽ thêm cả gelatin vào phần nhân để nhân đông, tạo hình bánh được dễ dàng mà cho được nhiều nhân hơn. Vì nhiều bạn khó kiếm gelatin nên mình không giới thiệu. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn dùng thì với công thức nhân mình đã chia sẻ, các bạn có thể thêm 4g gelatin. Bánh mình nướng ở trong lò đã làm nóng ở 165 độ C trong khoảng 10 đến 12 phút. Các bạn chú ý không nướng quá lâu sẽ làm cho nhân bánh bị chín quá và nó sẽ đặc. Sau khi nướng, mình cũng sẽ để nguội rồi phủ sốt và trà bông lên trên bánh. Chúc các bạn thành công với món bánh mì siêu ngon này nhé. Nếu các bạn thích món bánh này và muốn mình làm các món bánh tương tự thì hãy cho mình một like và bình luận phía dưới nha. Nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video mới. Hẹn các bạn trong video tới.